Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có buổi trạch pháp thường kỳ vào ngày 20 hàng tháng. Hôm nay có nhân duyên là trong thời gian vừa qua có một nhóm Phật tử tu hành có lên trang của Hòa Yến, tức là họ có một cái quyết tâm là chống phá mê tín. Và các Phật tử này nói rằng là chùa Ba Vàng của chúng ta là mê tín, cho nên là họ tìm đủ cách khuyến hóa, rồi cũng có tới những cái lời xúc phạm đấy để nói rằng họ là người tu chính gốc của đạo Phật nguyên thủy đấy, còn chúng ta thì là tu theo mê tín đấy. Thì chính vì cái nhân duyên đó cho nên hôm nay Yến sẽ trao đổi với tất cả đại chúng chúng ta, để khi chúng ta xem vào cái trang Facebook bây giờ nó rất là rộng rãi, chúng ta sẽ có cái tư lương để chúng ta có hiểu biết, để xem họ đang nói gì và việc làm của họ thật sự có là đúng không nha, cho chúng ta được rõ. Thì Facebook là giao tiếp giữa con người với con người thông qua thông tin truyền thông, tức là cách giao tiếp không đối diện giữa mặt với mặt, tức là mình gặp nhau, mà chỉ thông qua thông tin truyền thông thôi. Thế thì hôm nay Yến sẽ đọc bài kinh mà chúng ta đã được học rồi, Yến đọc lại, Yến phân tích lại cho đại chúng cùng nghe, và chúng ta cũng có thêm một lần nữa hiểu thêm, hiểu rõ thêm và nhớ lại những gì mình đã được học, để khi giao tiếp trên thông tin truyền thông về lĩnh vực Phật tử thì chúng ta nên làm thế nào. Đó. Xin phép đại chúng là Yến có nói ngọng chữ L và NL. Đấy, ngọng từ nhỏ. Có bạn cũng vào trang cũng nhắc nhở Yến là người chưa đọc nổi chữ N và L thì còn trạch pháp cái lỗi gì. Nhé. Nên thì cái chỗ này Yến cũng giải thích luôn. Là đúng là từ hồi bé Yến đi học vỡ lòng cái thời xưa đấy. Thực sự là cô giáo là không chuyên chú về cái uốn lắn dạy về phần phát ngôn, phát âm này. Cho nên là không có một buổi kiểm tra nào đi học lại thấy cái phát âm này, thành ra là không chú trọng. Đấy, thời nhỏ mình thì sinh ra ở quê Hưng Yên, xong sau đó lại đi ra Quảng Ninh để học. Cho nên vẫn cứ thấy lên lớp mà chả thấy ai nhắc nhở gì cái phần phát âm này. Chờ cũng chẳng phát âm mấy đâu. Tức là cái đấy nó xem rất nhẹ. Thế giờ những người có thể sống ở thủ đô thì người ta lại dễ hơn rồi. Thực chất Yến rất là khó khi phát âm vì nó nói quen rồi. Cho nên có những lần Yến tránh cái câu Hà Nội, Yến nói thành đi thủ đô thôi, không nói đến từ đấy nữa. Là vì là mình biết mình nói ngọng, cho nên là mình sẽ phát âm sẽ ngọng, vẫn biết như thế. Nhưng khi nói chuyện nhiều và nhanh khi trạch pháp thì không thể nào mà kiểm soát được mình cái chỗ đó nữa, bởi vì nó thành cái tập nghiệp thói quen từ rất nhỏ rồi. Thế cũng như là gọi là đặc biệt vùng miền ấy, ở Huế cũng thế, hay ở miền Nam hay là ở đâu đấy thì người ta cũng nói ngọng chứ, đại chúng thấy đúng không? Chứ không phải nói ngọng là một vấn đề liên quan đến phần giác ngộ, cái này khác nhau nhé. Nói ngọng không liên quan gì đến giác ngộ, vì cái nói ngọng này là ngôn ngữ thôi, nó là ngôn ngữ được huân tập từ nhỏ hoặc sinh ra ở một vùng nào đó. Bây giờ nếu như mà để mà nói thì ở Nghệ An rồi thì ở rất nhiều vùng thì sao có thể phát âm chuẩn so với thủ đô nhà mình được. Cho nên mình không được lấy cái tiếng nói nào đó ra để làm chuẩn mực. Chỉ khi lên đến làm phát thanh viên và MC thì là phải chọn giọng rất chuẩn. Thế nhưng mà cũng không phải thế. Phát thanh viên ở Nghệ An, Hà Tĩnh họ vẫn phát thanh viên ở vùng đó nhá. Yến sẽ đọc bài kinh. Nói năng cẩn trọng. Lời Phật dạy trong kinh Nikaya Tăng Chi Bộ 2 chương 5. Phẩm mắng nhiếc phần người nói nhiều. Ấn hành 1996 trang 718. Một thời Thế Tôn trú ở Kimbina tại Venuvana dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có năm nguy hại cho người nói nhiều.
thế nào là lăm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ nói nhiều. Này các tỳ kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải. Thế nào là năm? Không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu, phân tích lại. Bài này là Thầy đã giảng và Yến đã trạch rồi. Hay hôm nay chỉ là nhắc lại thôi. Nói láo là thuộc vào những người mà nói không đúng với sự thật và không có cái chủ định gặp đâu nói đấy. Tức là nó không có một cái chính kiến gì cả. Tức là đi với người này thì cũng a dua theo người này, cũng nội dung đấy. Và thường là những cái câu chuyện này người ta nói đến và người ta không có nghĩ đến hơn thiệt hại, tức là không có suy nghĩ gì nhiều. Nó gồm bao gồm cả ác ngữ, nó gồm cả thêu dệt, nó gồm cả vu khống, rồi nó gồm cả những suy nghĩ nói không đúng thời, không đúng lúc và không đúng người nghe. Đấy, ví dụ là mình nhìn thấy cái người này đi cặp bồ, rồi mình chạy về mình nói chuyện ngay với vợ người ta hay chồng người ta, nó cũng là sự thật, nhưng nói không đúng lúc, không đúng thời, không đem lại lợi ích. Đấy, cũng trở thành những cái lời nói không tốt, nên gọi luôn là nói láo. Thứ nữa là nói hai lưỡi, tức là một sự việc này, lúc này thì nói thế này, lúc kia thì nói thế kia, đi đến chỗ này thì nói một kiểu, đi đến chỗ kia thì nói một kiểu. Đấy nhá, tức là nó không có chuyên chú vào một nội dung, mục đích và ý nghĩa đúng với sự thật, không phản ánh lên sự thật. Nói hai lưỡi, nói lời độc ác. Lời độc ác này là xuất phát từ tâm ý hại người, chứ nó không căn cứ vào lời nói này là lời nói thủ thỉ hay là mềm dẻo hay là thô cằn, cục cằn. Nó không căn cứ vào như thế, mà là nói cái lời làm khổ người ta. Ví dụ như là một người lữ chẳng hạn, nhưng đến cái người đàn ông có vợ kia lại nói những lời nói rằng em rất buồn và em cô đơn, em rất cần anh là tâm sự với em. Tức là nói với mục đích là sẽ phá vỡ gia đình nhà người ta, sẽ đi đến cặp bồ với chồng người ta. Thấy nhá, những cái lời nói đấy thuộc về lời nói độc ác, tức là mang đến hại mình, hại người, không mang đến lợi ích. Thứ nữa, nói lời phù phiếm là nói những cái lời mà nó không đúng sự thật, nó chỉ nghĩ đến mình. Ví dụ như là một anh giám đốc này, anh là người thực sự là chẳng tốt tí nào, thế nhưng mà xun xe lịnh dế, lịnh lọt, tức là phù phiếm để lấy lòng người khác cho cái việc của mình nó không đúng sự thật. Thế cho nên là trong cái giới thứ tư ấy, thì chủ đạo là nói dối, thấy chúng ạ, chủ đạo phải nói dối nhá. Thì cái người như vậy sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi dữ, ác thú và đọa xứ địa ngục. Đấy, còn ngược lại những cái lời nói không như thế thì sẽ sinh vào thiện thú, thiên giới hay là cõi đời này, tức mới sinh về được làm người đấy nhá. Đấy, thế thì trong cái phần này Yến sẽ nhắc đến cái phần bình luận của các bạn ấy, để cho chúng ta khi nghe. Yến có một việc thế này ạ, có những cái tin nhắn của những người vào trong trang của Yến ấy, là cháu thưa cô, đây là Yến chỉ lấy một tin nhắn điển hình thôi. Cháu thưa cô, cháu ở xa, cháu không biết, nhưng mà khi mà cháu nghe thấy ở trên trang mạng người ta phản đối về cô rất là nhiều. Đấy, người ta phản đối về cô, nào là mê tín, nào là đủ thứ đấy.
thì cháu chỉ nghĩ thế này thôi, cháu xin cô thông cảm. Cháu nghĩ thế này ạ, là nhiều người nói như thế thì chắc nó phải đúng. Nó phải đúng thì cô nên xem lại không? Thì Yến có trả lời với cháu ấy, số đông chưa phải là đúng. Bởi vì số đông của chúng ta ở cõi ta bà này là nghiệp lực, cho nên số đông chưa phải là đúng, mà là sự thật, chân thật mới là đúng, chứ không phải lời nói đó được nói lên từ số đông. Yến sẽ lấy những bình luận của những bạn ấy. Bạn ấy tên là bạn đi tìm tĩnh lặng. Bạn ấy nói rằng chúng ta là tu sai, cho nên các bạn muốn là phá đi cái lơi mê tín của chùa Ba Vàng. Mình nghe nói từ lâu rồi, cái ghim kẹp y áo của một số thầy Bắc Tông nói chung và thầy Thích Trúc Thái Minh nói riêng được làm bằng vàng 24K. Vậy vàng ở đâu ra? Và theo giới luật của Đức Phật thì người xuất gia có được phép nhận tiền vàng hay cất giữ tiền vàng không? Yến có trả lời mấy bạn thế này. Đi tìm tĩnh lặng, kẻ vu khống. Kẹp áo này là vàng sao? Bằng kim loại đấy. Mua tại cửa hàng Phật giáo Hoa Liên, Quán Sứ, Hà Nội. Chúng tôi mua 150 chiếc để cúng dường. Đi tìm tĩnh lặng cùng hội chúng, tối ngày mang kinh của Phật, dương dương tự đắc, bảo vệ chính pháp. Rồi thích làm gì thì làm sao? Phạm giới vu khống, không thấy nói thấy. Nhân quả này đi về đâu vậy? Đưa tam tạng kinh điển lên trang, có hết được những tội thế này không? Hỡi kẻ ngu si, tự mình phạm giới, tự mình hại mình. Thật khổ cho những người thầy ngu si dạy đệ tử phạm giới. Đây là những việc ngã mạn với sự tu tập của mình. Nghĩ mình là tu nguyên thủy, là tu đúng con đường, nó đi đến chứng đắc. Còn người khác cứ không theo tu như mình, thì mình có thể dùng bất cứ một lời nào mà thích nói là nói. Thế các bạn thấy là lời này là lời nói vu khống thì sinh về đâu? Đọa xứ địa ngục. Chứ không phải thích nói gì là nói được đâu đấy chúng ạ. Không phải là như thế. Giao tiếp ở trên trang mạng rất nguy hiểm. Bởi vì thường khi một người đưa tin lên thế này, nhiều người lại tưởng rằng cái người kia người ta đang nói lên sự thật đấy chúng ạ. Thế là nghe ngay, vào comment ngay, theo ngay đấy. Nhưng sự thực thì đâu có biết đâu. Tự mình có thể nghĩ ra là cái đấy là cái bằng vàng đấy chúng ạ. Cái kẹp y áo nó bán rất là nhiều ở trên kia, lại nghĩ là bằng vàng, rồi đổ luôn cho cái tội, lại lấy luôn vào giới luật, kết tội luôn. Giới luật ở đâu ra mà làm như thế? Vu khống cho người, xong lại hỏi người ta là giới luật ở đâu ra lại làm như vậy. Đấy đại chúng ạ. Tiếp tục, bạn Nguyên Phong thì lại bình luận thêm thế này. Phòng riêng của thầy rất hiện đại, chăn êm, nệm ấm, máy điều hòa, dàn hi-en. Yến biết dàn hi-en là cái dàn gì. Nói chung rất hiện đại và sở tin nghe. Chả biết là gì vì tiếng Anh thì Yến không hiểu nhé, không hiểu tiếng Anh. Đấy là bạn Nguyên Phong thì tiếp mới này cái lời bình luận theo của bạn đi tìm tĩnh lặng nói là ghi máu bằng vàng đấy. Thì bạn Nguyên Phong bình luận luôn. Thế rồi một bạn Gani Gani cũng trong hội chúng của các bạn ấy lại nói thế này. Vậy mà họ nói họ ngủ trong rừng và dưới gốc cây hà. Thế thì Yến có bình luận lại, chụp lên cái thất của thầy đấy, để cho các bạn ấy thấy rằng là thất ở chùa Ba Vàng này ở trong rừng cơ. Nếu ai nhập thất thì thoải mái, thú kêu vượn hú, thoải mái mà tu, đấy là ở trong thất. Còn khi đã tu với hội chúng và khi đã tu
phải ngủ dưới gốc cây thì lại không có thất. Thế đây có phải là nói láo không đại chúng? Thì tất cả hội chúng của các bạn ấy tùy hỷ, thấy nghe vui theo, đều cùng dẫn nhau xuống địa ngục. Thế mà bạn ấy bảo rằng bạn ấy sẽ phá đi cái sự mê tín của chùa Bát Vàng. Thế Yến mới trả lời thế này này: lấy sự phạm giới để bảo vệ chính pháp có đúng không? Có ai phạm giới để bảo vệ chính pháp không? Tự mình phải thực hành giới thì mới có thể bảo vệ chính pháp. Chính là để tuyên dương giáo pháp là tự mình phải thực hành giới pháp của Phật. Yến sẽ tiếp thêm cho các bạn nghe tiếp. Bạn Gania, Gunia và Gania, bạn nói thế này: Lê Xuân Cường là cũng ở trong hội chúng đấy ạ, hội chúng của các bạn đấy ạ. Ở trong cái chùa Ba Vàng này nói riêng và cái nhóm Thị Yến nói chung, họ luôn tự xưng là Phật tử, là tu theo chánh pháp, nhưng một chữ trong kinh Nikaya, lời Phật thuyết họ cũng không biết. Yến vừa đọc bài kinh này có biết bao nhiêu chữ không? Thầy giảng kinh Nikaya có biết bao nhiêu chữ không mà lại nói là chùa Ba Vàng một chữ kinh Nikaya không biết, và nhóm Phật tử của cái Thị Yến này một chữ trong kinh Nikaya không biết. Đấy đại chúng ạ, mình trích lời Phật dạy trong kinh Nikaya ra cho đọc thì họ bảo là lời kinh là ác ngữ, là sân si. Họ bảo họ tu theo chính pháp, nhưng chị hỏi đến thế nào là chánh pháp, chỉ rõ tứ diệu đế là gì, họ chẳng chỉ như không biết. Thế mới khổ, bản thân họ còn không biết mà cứ đòi trạch pháp, dạy người khác. Thế có bị tưởng không chứ? Đại chúng, chúng ta được học tứ diệu đế chưa? Học rồi và rất nhiều lần nữa. Vì chúng ta biết tứ diệu đế cho nên chúng ta mới tinh cần tu tập giải thoát khổ, tinh cần tu tập để liễu thoát luân hồi. Chứ nếu không biết đến tứ diệu đế sao tu, đúng không? Yến sẽ nói lại cho các bạn ấy xem nào. Đại chúng, chúng ta có biết về tứ diệu đế không nhá? Đế là sự thật. Sự thật này không thể chối cãi được. Đó mình gọi là đế, là sự chân thật, là sự thật. Trong đó có khổ đế. Khổ này là sự thật không thể chối cãi được cho tất cả chúng sinh. Sự khổ này được nói lên bằng bát khổ: cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, ngũ ấm xí thịnh khổ, oán tắng hội khổ, và sinh lão bệnh tử khổ. Đó là tám khổ không ai chối cãi được, cho nên nó gọi là khổ đế. Đó là chân lý. Không ai có thể nói là trong một cuộc đời của chúng tôi không bị sinh lão bệnh tử khổ. Tức là còn chết thì còn khổ, còn phải chịu sinh ra và chịu chết đi thì còn khổ, còn tâm mong cầu thì còn khổ. Cầu bất đắc khổ. Hai người oán đối mà sống chung một chỗ thì phải khổ. Hai người yêu thương nhau mà phải xa rời nhau thì là khổ. Người nào đẹp quá đến lúc nó tan hoại dần đi thì cũng vì chấp vào cái đẹp đó mà khổ. Người nào xấu quá thì cũng yêu bi sầu khổ lão. Cho nên cái khổ này không thể chối cãi được, nó là chân thật, cho nên gọi là khổ đế. Nguyên nhân của khổ đó là vô minh. Gốc của vô minh là tham ái. Trong 12 nhân duyên, ái là mấu chốt. Muốn ra khỏi vòng vô minh thì chúng ta phải cắt từ ái. Ái này tương ứng với tham thì tạo ra thổ, tạo ra hữu và tạo ra sinh trong các kiếp sau. Đấy, vô minh tức là không sáng suốt, không rõ biết được sự thật về khổ, không rõ biết được chân lý. Đấy, tức là vô minh. Còn minh thì là rõ biết, thông suốt tất cả. Đấy là khổ đế. Trong Phật Pháp của chúng ta có ít muốn biết đủ thì nó được
trong chính pháp thì được giải thoát. Ví dụ không lấy của không cho, mình chỉ lấy dùng của mình thôi, thì cái đồ dùng đó nó vẫn được nói lên từ ái. Ví dụ cái bụng của chúng ta thì nó ái gì? Ái thức ăn. Cái cơ thể của chúng ta nó được nuôi sống bằng thức ăn, nó ái thức ăn, thức ăn mới nuôi sống được chúng ta. Nhưng mà chúng ta không tham. Đấy, nó chỉ là ái thức ăn. Vị đói thì cho gì? Cho ăn. Khát thì cho uống, nhưng không lấy cắp để uống, không lấy của người khác, không cho mình mà uống. Thì cái ái này nó không đi đến tham. Thấy chúng tôi đúng không? Thế cho nên là gốc của vô minh là tham ái. Thế đại chúng nhé, tham ái dục. Và đế thứ ba đó là diệt đế. Ở ngoại đạo thì họ không nghĩ rằng là có một chỗ nào lại diệt hết khổ, có một chỗ không có khổ. Ngoại đạo họ không công nhận điều đó. Nhưng đạo Phật của chúng ta là có diệt đế, là có cái chỗ mà hết khổ, đó là Niết Bàn tịnh tĩnh mà nhiều con người đã chứng đắc. Thế thì để chiêm nghiệm rằng thật là có diệt đế hay không thì chúng ta tư duy. Ví dụ là chúng ta vừa mới có cái trận lũ quét ở Sơn La đấy, nhiều người là mất hết tài sản đấy chúng ạ, mất hết không còn cái gì. Nhưng mà nếu một con người biết tu tập, biết thực hành pháp và biết quán diệt đế thì họ khác với con người không biết tu tập, không biết tứ diệu đế và không biết quán diệt đế. Một người thì thế này, họ nghĩ thế này này, tài sản là do ta làm ra, nó chỉ để phục vụ ta thôi. Nó đã mất thì nó mất rồi, bây giờ ta xây dựng lại từ đầu. Ta có thể làm bất cứ một việc gì và ta sẽ gây dựng lại nó. Và họ không nghĩ đến những cái gì đã mất nữa. Tức là họ không chấp trước, không chấp vào những cái gì mình đã có từ trước, tức là không có ái chấp đấy, đúng không? Họ biết được sự thật đấy, một phần nhỏ thôi, một phần nhỏ, thì tự nhiên tâm người này có được khỏi cái ưu bi sầu khổ lão do cái đống tài sản bị mất gây ra không? Có không ạ? Đấy chính là cái chỗ diệt khổ, nó là như thế đấy. Thấy được sự thật và thấy được sự giải thoát khổ, nó ở nơi tri kiến tư tưởng của chúng ta đây này. Như thế là chúng ta có thấy được cái vị của diệt khổ không? Tuy rằng chúng ta chưa chứng đắc, nhưng chúng ta phải thấy được vị của diệt khổ do chúng ta thực hành pháp Phật, xả bỏ cái ái chấp, tức là trong 12 nhân duyên là ái sinh thủ sinh hữu đấy, xả bỏ những cái đấy đi, thì chúng ta sẽ được sự tịnh tĩnh, sự an lạc. Tất cả mọi các hành của chúng ta trên thân khẩu ý mà chúng ta hành được như vậy thì sẽ đến gần Niết Bàn đấy chúng ạ. Đấy là diệt đế. Và cuối cùng là đạo đế. Đạo đế là con đường đưa chúng ta đến Niết Bàn. Chúng ta thực hành đạo đế để thành tựu diệt đế là Niết Bàn. Cho nên trong tứ diệu đế, thứ nhất này là thấy khổ là tư duy này, thấy nguyên nhân của khổ là thuộc về tư duy trong tất cả mọi việc này. Còn bát chính đạo là pháp hành, tức là thực hành. Còn diệt đế là pháp thành, tức là thành tựu. Đấy. Thì pháp hành nó thuộc về bát chính đạo của chúng ta. Thế bát chính đạo thì chúng ta tu tập dựa vào đâu? Thứ nhất là phải biết có tứ diệu đế đã, mình biết có Niết Bàn đã, có nơi mà không sinh không diệt nữa, chấm dứt mọi khổ đau. Thế rồi chúng ta thực hành theo 37 phẩm trợ đạo. Đầu tiên là tứ chánh cần. Đấy. Xong đến ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì chúng ta hôm nay đang trạch pháp là đang nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Và thực hành cái này thì y cứ vào đâu?
y cứ vào giới. Khi chúng ta đã một lần ngồi quán đầy đủ thì lần sau không phải quán nữa. Chúng ta chỉ cần lắm chắc lấy giới là đang thực hành bát chính đạo. Tại gia của chúng ta dùng năm giới để ngăn ác diệt ác, dùng các pháp học để chúng ta giác ngộ, chúng ta không phạm giới. Chúng ta biết cái gì, chúng ta đã biết rõ thì chúng ta nói bàn đến, và có liên quan đến chúng ta. Còn cái gì chúng ta không biết rõ thì không bàn tới. Đấy, ví dụ các bạn lên trang suốt ngày chỉ bàn luận với nhau là có cõi Phật A-di-đà hay không có cõi Phật A-di-đà thôi. Chỉ lên trang để bàn luận như thế. Và ai là đi theo muốn về cõi Phật A-di-đà thì sẽ nhận lại những lời không ra gì là A-di-đà lạt đấy, A-di cái gì đấy. Tức là nó có xuất phát từ trong tâm phỉ báng, xiểm xích. Đấy, các bạn ấy không nghĩ được rằng có hằng hà sa số Phật và có hằng hà sa số thế giới. Có những điều chúng ta không biết, chúng ta chỉ thấy việc thiện thì chúng ta làm thôi. Đấy. Không biết, không rõ, nhưng mà tranh luận. Thế là có phải khẩu nghiệp không? Thì các bạn phải bảo là không một chút tứ diệu đế không biết. Người nào tinh cần học giới thì người đó chính là người đang thực hành bát chính đạo đấy. Đang học pháp, tư duy và kiểm tâm mình trong từng suy nghĩ, trong từng hành động, trong từng việc làm, kiểm soát trong từng tư tưởng để kết hợp với giới thì người đó đang thực hành. Ví dụ thế này ạ. Ví dụ như chúng ta còn nhỏ, sau khi chúng ta được bố mẹ hay anh chị dạy cách nấu cơm, thế chúng ta đã biết cách rồi, học được rồi, và hàng ngày chúng ta nấu cơm, thì mỗi lần nấu cơm chúng ta có phải mang sách ra để học nữa không? Cũng như thế, người đệ tử Phật biết rõ về tứ diệu đế, biết rõ về bát chính đạo và biết rõ mình đang làm gì thì người ta không cần phải nhắc nữa. Vì thế cho nên Yến có nhắc các bạn như thế này ạ. Hãy đọc tứ diệu đế ngày này qua ngày kia, nhưng giới thì luôn phạm, sao thoát được luân hồi. Đấy, Yến có đối lại với các bạn như vậy. Dù mình biết gì đi chăng nữa, nhưng mình luôn phạm giới thì phạm giới đó sẽ đưa mình đi đến đọa lạc. Nhưng nếu như mình không học pháp thì mình không hiểu được sự thật về vấn đề thì mình cũng phạm giới như thường. Cho nên văn, tư, tu. Đấy, chứ không phải là mang những cái mình đã học, mang đi để khoe, mang đi để cậy hơn, cậy giỏi. Đại chúng có thấy đúng không? Chúng ta phải như thế. Cẩn trọng với lời nói trên trang, rất cẩn trọng. Những điều chúng ta biết được sự thật không phải là trong Phật Pháp đâu, mà trong các cái thông tin chúng ta cũng thế. Những cái gì không biết, không liên quan gì đến mình, đừng có vào bình luận đại chúng ạ. Trên trang mạng ấy, rất là nhiều cái mà người ta đưa ra có thể không phải là sự thật. Đấy, sai sự thật đi, mình không biết, mình không tham gia. Đấy nhá. Lời nói là phải cẩn trọng. Đấy, hôm nay Yến nhắc lại đại chúng qua những cái phần bình luận còn rất là nhiều. Và bạn ấy có đưa cho Yến một khổ thơ, một khổ chắc là trong kinh Pháp Cú thôi. Tức là chính bạn Gani Gani ấy, bạn đưa lên. Thế Yến cũng lấy lại, Yến đọc lại, Yến bảo bạn là tu như vậy thì tốt. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Đấy, tức là bạn ấy đưa ra cái bài này, bạn ấy nói mình là ngu mà, cho nên là tà kiến và mê tín. Thế Yến nói rõ luôn thế này ạ. Nếu không hiểu về tứ diệu đế mới là mê tín, không hiểu rằng phạm giới sẽ đọa lạc mới là mê tín, không hiểu rõ về giới và không phải là người đang thực hành giới đều là mê cả.
vì không đưa mình phát thiện, không đem lại lợi ích cho mình thì là mê. Các bạn chỉ nghĩ mỗi một việc thế này này, xem bói là mê, cái gì nó cứ giống giống xem bói nào áp vào đấy là mê. Đấy, đốt vàng mã mới là mê. Nhưng mà thật là vô minh chứ đâu có phải đơn giản như vậy đâu. Vô minh là còn mê lầm. Đấy, còn vô minh thì còn gọi là mê. Hết vô minh thì mới gọi là hết mê. Đấy, mình cứ mài đắm chìm trong mọi việc nhưng quên mất cái việc đi ra khỏi luân hồi của chính mình. Và việc thứ hai nữa, Yến cũng xin nhắc Phật tử chúng ta thế này ạ. Mình là Phật tử 5 giới và đến 8 giới thôi, nhưng mà lại rất thích tu thiền định. Nếu còn đời sống dâm dục thì đừng nghĩ đến chuyện tu được thiền định để giải thoát. Không có cái chuyện thiền định mà còn có dâm dục đâu ạ. 8 giới của người bát quan trai đấy đã là rời dâm dục rồi. Rồi mới vào đến 250 giới của chư Tăng và 348 giới của chư Ni. Trên những người còn dâm dục thì đừng nghĩ mình đã là cao, bởi vì các pháp thiền định không thể thực hành nổi. Đấy nhá, dù anh có một ngày ăn một bữa, chứ có đến 50 ngày ăn một bữa mà còn phải đời sống sở hữu thì cũng không thoát được. Mà chúng ta phải biết chúng ta là người tu dần để gì? Để lên thôi, để dẹp cái tâm kiêu mạn của mình đi. Còn sở hữu đây là tài sản của tôi thì làm sao mà có thể tu thiền định? Làm sao mà có thể tâm thanh thản, an lạc và vô sự mà cứ tác ý, đúng không? Bởi vì là nó còn phải lo cho con tôi, chồng tôi còn phải đi mổ, con tôi còn phải đi, lúc đấy thanh thản, an lạc, vô sự thế nào? Ngay cái của tôi đã nói lên là không thể vô sự được nữa rồi. Ngay còn cái của tôi ấy, nhà của tôi, con của tôi, sở hữu cái giấy nhà này mang tên của tôi. Bởi vì thế này, người ta muốn bán nhà ấy, mà nếu mà còn mình còn ở trong đấy là phải về ký giấy đấy. Đấy chúng ạ, thế thì làm sao mà lại đòi thiền định, mà làm sao mà lại đòi là vô sự? Tâm còn rất nhiều sự đối với thế gian. Phải hiểu rõ gốc của câu nói tâm thanh thản, an lạc và vô sự là dành cho ai. Ai là người tác ý? Tác ý nó phải chân thật. Ví dụ như người ta đi tu tập thiền định, người ta đã thấy người ta vô sự với tất cả thế gian này rồi, bây giờ nó chỉ còn là các cái tưởng nó chi phối thôi, thì người ta mới tác ý để cho người ta quay trở lại con đường giải thoát của người ta chứ. Thì mới tâm thanh thản, an lạc, vô sự chứ. Mình có vô sự đâu, sự cả trên một đống giấy tờ đấy ạ. Con nó đi đâu thì phần phải chữ ký của cha mẹ, đâu nó vô sự đâu, còn nhiều lắm. Đang ở đâu mà nó cần có chữ ký, nó kết lập đảng, hay nó ở đâu đó là còn phải về, làm sao nó vô sự. Cho nên mình không hiểu cái việc mình làm nó không như lý, nhưng mà tác ý bừa bãi. Có tác ý nhưng mà không như lý. Lý của mình đã được giải thoát đâu, khỏi các ràng buộc thế gian đâu, chưa. Không thể tác ý câu đó với người tại gia được. Chứ có những vị thầy cứ mang pháp của người xuất gia ra, xong dạy cho người Phật tử tại gia. Người Phật tử tại gia thì thấy là mình biết được cái này, tưởng là cao, cho nên nghĩ ông thầy đó là ông thầy cao. Nhưng quả thật ông thầy đó là ông thầy nói láo, nói không đúng thời, nói không đúng người, nói không đem lại lợi ích, đem đau khổ. Nói những lời mà khiến cho những người nghe, người ta ngộ nhận, người ta sinh tâm ngã mạn, sinh tâm phỉ báng. Ông thầy này là ông thầy nói láo. Ông thầy này cũng phải rơi vào địa ngục. Tại vì mình dạy đâu có đúng người đâu, đâu đúng thời đâu. Ví dụ như là mình là một cô giáo chẳng hạn, mình dạy hôm nay kiểm tra về chương này, thế mình lại kiểm tra môn toán, xong rồi mang cái môn văn với nghị luận ở đâu ấy ra đọc thì có đúng thời không? Thế
thì có phải là ông thầy giáo lại cũng bị đuổi không? Không phải bị đuổi thôi. Ông phải bị đuổi ra khỏi cái trường ấy thôi. Nếu mà ông cứ cố tình vi phạm nhiều lần thì ban giám hiệu cũng phải đuổi ông thôi. Thi môn văn thì mang những câu chuyện ở ngoài thế gian ra, học cách giao tiếp và ứng xử chẳng hạn, không đi đôi, không xác thực. Tức là người nghe không thực hành được, người nghe lại bị loạn tâm. Đấy là những cái lời nói khiến cho chúng sinh đau khổ. Đấy nhé, lời nói ác ngữ. Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật, mình phải làm đúng những gì mà mang lại lợi ích cho chính mình đã, rồi mới mang đến lợi ích cho mọi người được. Đấy. Chúng ta có trạch pháp là chúng ta ôn lại những lời mà Thầy đã giảng dạy cho chúng ta đã áp dụng và chúng ta cùng nhau tìm hiểu phù hợp với những việc của mình đang liên quan đến mình. Đấy, ví dụ Thầy giảng pháp nhưng bây giờ là đang liên quan đến chúng ta, là tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau qua trang Facebook. Thầy chúng đây làm việc liên hệ với chúng ta không? Thì chúng ta phải lấy những pháp đã học mang ra, trạch giảng ra, xem là pháp đã học này trong cái việc này của mình thì mình nên ứng dụng thế nào cho phù hợp, cho mang lại lợi ích cho mình, mang lại lợi ích cho người. Đấy là công đức của trạch pháp. Đấy, công đức của trạch pháp khiến cho mình sống ở tại gia nhưng mà thực hành được giới luật. Cho mình nếu thân hoại mạng chung thì sẽ sinh vào nơi thiện thú thiên giới hay cõi đời này, rồi lại tiếp tục tu tập tiếp nha. Hiến xin dừng phần sách tấn đại chúng trong việc giao tiếp qua trang mạng trong giới Phật tử. Đấy, còn lần trước thì Hiến đã trao đổi về giao tiếp trong mọi mặt trên Facebook rồi, còn đây là giao tiếp những việc gì mình phải thấy nói thấy. Và Yến cũng nói thêm rằng là phần tứ diệu đế này, Yến còn quên một phần, Yến cũng nói pháp thỉnh oan gia chế chủ của chúng ta là do tín chủ tự họ thấy khổ họ mới đến đây, đúng không? Tức là họ đã nhận biết được ra khổ rồi, họ nằm trong cầu bất đắc khổ rồi, họ nhận biết được ra khổ, họ đến đây họ thỉnh oan gia chế chủ và họ biết được nguyên nhân của gây ra cái khổ này là gì, đúng chưa? Thế và mình cũng nói cho họ là có con đường giải thoát được khổ là phải tu để thoát luân hồi, rồi mình lại đưa cho họ giới và pháp bảo họ thực hành để giải quyết cái khổ hiện tại họ đang mang. Thì giới và pháp của mình trong đó có phần phải xả thí, ví dụ như là muốn thực hành được 8 giới thì có phải là xả tài sản không? 250 giới có phải xả tài sản không? Cho nên cái phần oan gia chế chủ của mình là phải thực tập xả phần tịnh tài và mới trì giới rồi học pháp. Thế có đúng là đi trên con đường đạo đế không? Đạo đế thôi. Tuy rằng là pháp thỉnh oan gia chế chủ, người ta nhìn người ta cứ nghĩ là gọi hồn gọi thế này thế kia, nhưng mà bản chất sự việc nó lại nói lên tứ diệu đế ở trong đó rõ ràng. Mỗi người đến đây thỉnh oan gia chế chủ, sau đó họ đều được tham gia nghe pháp, vì là như thế mới có công đức để hồi hướng, tức là công đức tu tập đấy. Thế là họ biết được khổ, rồi dần dần cứ thế này ở chỗ chúng ta mà nghe được, mà cẩn trọng từng lời nói, từng suy nghĩ, từng việc làm. Thế có phải là họ đang thực hành được trong bát chính đạo không? Yến sẽ kể một câu chuyện thỉnh thôi. Một cái vị này là bị tự nhiên nổi mụn to, rất là to, toàn thân này lên. Thì về thỉnh, thỉnh thì là trong tiền kiếp, thì là vị này là người gọi là quan ở triều đình đấy, nhưng mà chuyên trông coi về phần ngựa đấy, những con ngựa như trong chiến trận đấy. Tức là kiểm soát về phần ngựa thì có một cái thằng hầu cận. Hầu cận là cái người mà gọi là hồi xưa gọi là lô lệ đấy mà, người ở, người lô lệ. Thì cái ông quan này ông rất là gớm. Ông bắt là cái thằng hầu cận này là mày phải nhìn nét mặt của tao để mà phục vụ. Tao vui phải làm thế nào, tao buồn phải làm thế nào, tất cả là phải làm thế nào. Thế và không làm được
thì là đánh. Thế cho nên nay đủ nhân đủ duyên thì người này cũng bị nghiệp cũ chi phối. Nếu mà ai chưa biết về oan gia chi chủ thì gọi là bị nghiệp chi phối nên như thế. Thế nhưng khi thỉnh oan gia chi chủ về thì mới biết là không phải là một cái mỗi như thế đâu. Từ đây thì mới biết ra được là cái người này đã có một lần là do cái vị này vĩ buồn đái. Thì oan gia chi chủ nó bảo thế này chứ buồn đái thì làm gì biểu lộ sắc mặt cho nên nó không quen. Thế mới quát đó là tao buồn đái từ lẫy đến giờ, mày nhìn mặt tao mà mày không biết à? Mà không mang đồ đến đây cho tao đái, tức là mang đến tận nơi bắt cho đái đấy, quan lại thế đấy. Thế là phạt nó bằng cách là đái ra một cái là bắt nó uống luôn. Thế là đến bây giờ là không uống được bia, nó bảo tất cả là bia nó không cho uống. Uống vào ấy thì như nước đái là say luôn, tức là không uống được. Đấy nó bảo là nó cứ cho uống mà hớp bia vào là lảo đảo, cho nên không uống được, không giao tiếp được với ai cả. Đấy, tội đấy, tội thứ nhất. Xong nó lại bảo là cũng trong cái kiếp đó thì lại làm quan coi ngựa. Thế nhưng mày bắt nó là mày may cho cái, mày đi mày may cho cái con ngựa này một cái áo giống như là cái người đẹp ấy, để mỗi lần nó chạy thì nó bay lên như thế, để cho tao xem mày phải làm được như thế. Thế cho nên đến kiếp này thì thân tướng lam, thế nhưng mà đi lại thì người ta nhìn nó như con gái, nó không có đoàng hoàng đâu, người ta không thích. Đấy, thế là cái nghiệp mà bắt người ta làm ác là đến nay là phải như thế đấy, là bị như vậy. Đấy, thứ nữa là nó cứ bắt người ta là cứ nhìn mặt để mà phục vụ nó. Đến bây giờ cái nhìn mặt ai là thấy kiểu không tự tin được ra ngoài, là cứ thấy sợ, không muốn đi tiếp xúc với ai, không muốn đi giao tiếp, không muốn được bàn bạc, không được nói chuyện gì giữa đám đông, và nói chuyện là cứ sợ người ta mất lòng, là cứ nhìn mặt người ta như thế nào là sẽ không nói được câu chuyện từ đầu đến cuối bị hoại. Đấy ấy chúng ạ. Đấy. Thế thì đến đây thì bắt đầu là cái vị này nghe xong như thế là từ nay trở đi là được dặn, căn dặn rằng là từ nay trở đi muốn làm gì thì phải yêu thương cái người ở cạnh mình, không được sai bảo người ta quá đáng, không được sai bảo người ta mà phải nhờ người ta và xem người ta hoan hỉ chưa, làm cái này có lợi cho người ta không. Và trong cuộc đời này tuyệt đối không được sai ai để đi phục vụ hầu hạ mình nữa, không được đòi hỏi hạch sách của người ta. Thế thì có phải là được tu không? Được tu ngay chứ gì đâu. Đấy, đấy nhá. Thế thì do tùy thời của mỗi chúng sinh vào từng thời kỳ mà pháp được truyền bằng các phương tiện khác nhau. Phương tiện không phải là pháp, dạy chúng thấy đúng không? Nhưng muốn truyền tải pháp thì không thể không có phương tiện. Tứ diệu đế vẫn là tứ diệu đế, vẫn cho người ta biết được khổ, vẫn cho người ta biết được nguyên nhân của khổ, và vẫn biết cho người ta rằng thực hành giới của Phật sẽ diệt khổ, và từ đấy người ta sẽ tu học. Thế là pháp vẫn là chân lý, vẫn là nguyên chưa? Đúng không? Chỉ có phương tiện thì không thể nào đồng nhau được. Cho nên tùy căn cơ của chúng sinh mà đưa phương tiện. Ví dụ là em bé muốn cho nó uống nước thì phải xúc bằng gì? Bằng thìa. Người ốm thì có thể xúc bằng thìa, nhưng chúng ta thì đưa thẳng lên gì? Lên miệng để uống. Rồi có những người trong cơ thể hết nước ốm thì phải truyền gì? Truyền nước. Cho nên phương tiện thì thay đổi, nhưng mà bản chất của sự việc, chân lý không thay đổi. Cho nên chính vì các bạn này không biết cho nên mới bảo mình là pháp thỉnh oan gia là mê tín. Nhưng hóa ra nó lại là tứ diệu đế. Vì không biết được, không thấy được sự thật mà cứ ở ngoài nói thì nói bao nhiêu thì lại là lời nói láo. Phải không đại chúng? Nói không đúng, không đúng sự thật thì tội khổ theo sau. Hay Yến cũng có nói thế này này. Dù đọc trăm kinh vạn quyển không bằng theo một cú ý nghĩa đó thực hành. Thà rằng mình biết rằng là khổ rồi, mình sẽ đi
tu đạo để giải quyết khổ, bám chắc cái giới, không cần cái gì nữa, học pháp để hiểu giới, hiểu mọi việc, cẩn trọng trong lời nói của mình. Thế, sự thật mỗi lần học là một lần chúng ta hiểu ra. Hãy nhớ đại chúng nhé. Đấy, để cho tất cả mọi người cùng hiểu, nên cẩn trọng lời nói thế nào. Lời nói sẽ đưa đến hạnh phúc nếu như có trí. Lời nói sẽ đưa đến đau khổ nếu không có trí. Đấy. Thì từ cái tâm cấu ế như vậy thì chắc chắn pháp đang thực hành và cái nhân duyên của mình, nhân duyên của các bạn đấy là nhân duyên này rất là muốn thực hành pháp, nhân duyên rất thủ thắng đấy ạ. Nhân duyên rất muốn thực hành pháp và nhân duyên bảo vệ chính pháp. Tức là nhân duyên của tâm họ như thế. Thế nhưng mà đang bị chướng ngại vì không tư duy vào giới. Nhân duyên như vậy. Thế cho nên mình xét thấy rằng mình không tư duy về giới, mình làm việc này, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải giữ giới. Thì cái nhân duyên đó nó sẽ chuyển đi. Thì cái nhân duyên đó sẽ đưa đến các bạn ấy, sẽ đến cái nơi thực sự là phù hợp trong chính pháp, giúp cho các bạn ấy giải thoát. Phải đầy đủ nhân duyên. Mình là người có đạo đức, ví dụ như không nói dối, không vu khống, không ác hại là người có đạo đức. Người có đạo đức như vậy sẽ vào được nơi chính pháp, đại chúng ạ. Nó phải ở tâm của mình là phải là người có đạo đức. Ví dụ như câu chuyện ông Gunamiya, Hiến có quên cái tên của ông ấy, chỉ biết đầu tiên là Gu thôi. Ông đi giết 1.000 người để cầu học cái đạo của ông thầy ông ấy đấy. Tức là ông thầy ông ấy bảo ông ấy là sẽ giết đủ 1.000 người thì ông sẽ truyền cho cái đạo của ông, hình như là võ hay cái gì đó, hay là cái đạo gì đó đấy, Yến cũng không nhớ rõ đâu ạ. Câu chuyện là như thế. Thế tâm của ông là tâm cầu đạo. Thế cho nên khi ông đi giết người thì ông lại giết không với tâm lấy tiền để mà giết, mà không với cái tâm ác hại mà giết, là do ông ấy chỉ là cầu đạo thôi, chứ ông không có biết đấy là ác là thiện gì cả đấy, cái tâm ông còn vô minh như thế. Thế nhưng mà cái tâm cầu đạo của ông vẫn có duyên để Đức Phật độ đấy. Nhưng mà đừng bảo thủ là được. Tức là nghe xong đừng bảo thủ cái ý của mình. Mình phải là cái người cầu tiến. Nếu sự thật nào được nói lên là thiện, đúng với lợi ích, thì con sẽ nghe, con sẽ thực hành, con sẽ rời bỏ từ chỗ này đến chỗ kia tốt hơn. Đấy. Chứ nếu như mình cứ nói nó là đúng rồi, mình không thấy được sự thật, không thấy được đúng mà mình cứ chấp thủ thì mình lại đau khổ. Thấy đúng không? Sau khi chúng ta phải phân tích, thấy đúng rồi thì chúng ta mới theo. Thầy Yến này đọc ở trên đấy, bây giờ lại còn có cả các vị thầy lại còn tu học, lại còn phân tích ra trong khoa học. Tức là ADN là thuộc về tâm, với lại những cái gì phân tử, nguyên tử thuộc về Phật tử cũng theo bình thường à. Đấy. Thế thì Phật Pháp không phải là như vậy. Yếu tố của Phật Pháp là liên quan tới thấy biết chân thật, sự thật của khổ, nguyên nhân của khổ và diệt khổ hay chưa, chứ không phải là đi nghiên cứu về gọi là tâm thì nó tương ứng với ADN rồi gen rồi đủ thứ luôn, để bao bọc hạt nhân nó thuộc về các pháp hành nào trong 12 nhân duyên, tự nhiên nó ở đâu ra ấy đấy chúng ạ, chả hiểu là ở đâu ra nữa. Thế là một cái, xong khi cái giới khoa học người ta nghe, người ta ừ nhỉ, đây là ADN rồi phân tử nguyên tử rồi đủ thứ cái này. Thế là khen hay, nhưng đâu có biết mấu chốt của việc, mấu chốt của vô minh là không hiểu biết về sự thật của khổ, không tự mình đi ra khỏi cái khổ.